tạng. Bà ta đang muốn những đứa con của ngươi. Là sao? Nè, cái bạn nó nói vậy chứ ai biết làm sao. Đó. Giống người khác. Giờ Hoàng phân tích cho tôi cái câu. Phân tích câu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có nghĩa là sao? Gần mực thì cái mực nó màu đen, nhưng mà hiện tại bây giờ mực không còn màu đen nữa mà nó là màu tím, cho nên người ta nói là gần mực thì tím mà gần đèn thì có thể vàng, bởi vì có rất là nhiều đèn ở đây. Tôi kêu rồi, đèn vàng vậy thôi. Đèn chi giải nghệ đúng hài. Vô gì. Em phân tích được câu ăn cháo đá bát không? Ăn cháo đá bát là bởi vì là người ta múc ăn với cháo bằng bát. Hết rồi hả? Dạ. Đá bát mà. Thì múc bằng bát người ta mới đá được bát á. Không. Ăn cháo đá bát á, nó đấy, là ăn cháo không? Nóng quá thì người ta phải bỏ cái cục đá cục vô cái bát để người ta ăn cho nó nguội, là ăn cháo đá bát. Hèn chi làm ca sĩ là đúng. Bây giờ hỏi câu cho em nè. Chó sủa là chó không cắn. Tại sao? Chó sủa là chó không cắn. Thì nó bận sủa thì làm sao mà nó cắn được. Ủa, giỏi quá. Đố. Vậy sao chó cắn mà nó vẫn sủa? Mày vừa cắn anh, mày vừa sủa anh xem nào. Anh đố mày đấy. Bây giờ mày cắn vào tay thì mày sủa đi xem nào. Ý là em không gọi là vấn đề chó cùng một lúc. Vấn đề là nó riêng nhá. Chó bây giờ nè, bây giờ Khoa hãy diễn một cái nét gọi là lỗ mũi trái nhức mắt mà lỗ mũi phải bị nhức mũi. Lỗ mũi trái nhức mắt và lỗ mũi phải nhức mũi, không thoại và không diễn. Hiện nay Huy Khánh đang có mặt tại cụm rạp CGV của thành phố Mỹ Tho, và đây là khán giả đang ở Mỹ Tho đây các bạn.